Rồi mình tiếp tục test nhanh cái bộ led UBC UB43S600 cho bạn Nguyễn Tấn Đạt ở Chợ Lách Bến Tre nha. Cái này thì nó chạy chung với thằng UBC 43V700 và thằng Sanco H43V300 nha. Ở đây mình note là 43HV300 là theo mã của thằng Sanco. Cái này thì bộ này gồm 3 cây, mỗi cây là 8 led. Mã nội bộ của nó là JL.D43081330-044AS-M. Ở đây mình chú ý là mình test nhanh thôi. Một cây, hai cây, và cây thứ ba. Ba cây ok nha. Rồi, cái này thì nó chạy chung cho nhiều dòng nè, UBC 43S600, rồi 43V700, rồi Sanco H43V300, cũng chạy chung nhiều dòng. Này mình test nhanh để giao hàng thôi nha, cho bạn Nguyễn Tấn Đạt ở Chợ Lách Bến Tre nha. Anh em cần bộ khác thì comment bên dưới hoặc vào shop trên Lazada hoặc Shopee của mình nha. Shop tên là LQV77. Led nào mà tìm không ra hay gì thì cũng để lại comment hoặc nhắn vào Zalo số điện thoại mình